Hoàng Vy xin cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình sự kiện trong ngày của Sài Gòn TV. Và một lần nữa, nếu như quý vị đang theo dõi chúng tôi trên YouTube thì vui lòng ấn vào nút subscribe cũng như là cái nút cái chuông để mà nhận những thông báo của chương trình mới ra của Sài Gòn TV. Và mở đầu cái phần 2 này là một chút thông tin cập nhật về cái cuộc bầu cử ở Brazil. Quý vị đã biết rồi, trong cái chương trình ngày hôm trước đó, Hoàng Vy có thưa là cái ông Bolsonaro đó thưa quý vị, sau khi thất cử cho cuộc bầu cử tổng thống ở Brazil thì tưởng rằng là ông sẽ chấp nhận kết quả bầu cử, cho nên là người dân của Brazil, đặc biệt là chính phủ rồi cả tối cao pháp viện nữa cũng thở phào nhẹ nhõm, coi như là xảy ra cái cuộc bầu cử. Và ông Bolsonaro là bởi vì trước khi xảy ra bầu cử đó thì ông nhiều lần cũng nói một cái quan điểm mà Hoàng Vy sẽ thưa sau đây, mà chắc chắn quý vị mà nghe thì quý vị sẽ thấy quen lắm. Ông Bolsonaro có nói á, nếu mà ông thắng á thì ok, thì ông chấp nhận kết quả bầu cử, mà nếu như ông thua thì là cái hệ thống bầu cử này nó có vấn đề. Nó có vấn đề. Và Hoàng Vy nhớ như in là vào cái ngày quốc khánh của Brazil á thưa quý vị, thì thay vì trên đường phố là diễn ra những cái màn trình diễn rồi chào mừng cái ngày quốc khánh á, thì người ta thấy ngay cả trước tối cao pháp viện là quân đội coi như dàn hàng ngang, coi như là bảo vệ dày đặc. Tại vì họ sợ là những có thành phần mà quá kích động và ủng hộ trong Bolsonaro này đó là có thể gây ra phá hoại và gây ra cái sự xáo trộn cho Brazil. Thì cái câu chuyện đó nó đang gây ra một cái sự nơm nớp bất an và rất là lo lắng nếu mà cái cuộc bầu cử Brazil nó diễn ra không có đúng. Thì cuối cùng là ông Bolsonaro này đã thua. Ông thua ông Lula, nhưng mà phải đến 2 ngày sau thì ông Bolsonaro mới lên tiếng và nói rằng ok, coi như là ông sẽ chấp nhận chuyển giao quyền lực. Thì lúc đó mọi người gần như là thở phào, và cả những ai dù không sống ở Brazil mà có quan tâm tới tình hình chính trị quốc tế đó cũng thở phào, coi như là không có cái chuyện là thua bầu cử thì coi như đứng lên, coi như là không có chịu chấp nhận kết quả bầu cử, rồi gây ra biểu tình, rồi gây ra những cái hàng loạt, những cái hoạt động chống phá. Và người ta đã thở phào như vậy. Nhưng mà không, thưa quý vị, vào ngày 22 Tây tháng 11, là cách đây vài hôm đó, thì phía đảng đại diện cho ông Bolsonaro lại bắt đầu ọ ẹ lên tiếng và nói làm sao? Sau vài ngày im ắng, thời gian im ắng thì bây giờ họ nói đó là họ phát hiện 268.000 cái máy bầu cử á, nó bị hư, mà hư theo cái kiểu là không thể sửa chữa được. Và bây giờ đó là đòi là hủy những kết quả bầu cử như thế này, cái kết quả bầu cử. Và nếu mà hủy những cái lá phiếu từ 268.000 cái máy bầu cử đó thưa quý vị, thì nó sẽ làm gì? Nó sẽ đem cái kết đến chiến thắng cho ông Bolsonaro với cái số phần trăm là 51.05%. Như vậy thì ông có thể lật ngược cái thế cờ và ông có thể trở thành cái người đắc cử thay vì ông là người thua. Đó là cái câu chuyện diễn ra hôm 22 Tây. Và mới nhất Hoàng Vy vừa mới nhận được thưa quý vị thông tin là chính vì những cái phát biểu như thế này mà bây giờ một cái tòa án ở Brazil, người ta đã chính thức là phạt cái đảng đại diện cho ông Bolsonaro là đảng Liberal Party đó thưa quý vị, phải đóng một cái số tiền phạt mà tương đương với 4 triệu 3 Mỹ Kim. Chỉ vì lý do mà tòa đưa ra đó là vì đảng Liberal Party đã có những cái lời phát biểu mà nó không có căn cứ, và quan trọng hơn nó sẽ ảnh hưởng đến cái thanh danh và nó ảnh hưởng đến cái cuộc bầu cử của Brazil, cho nên họ phạt cái điều này. Và thậm chí là họ còn có ý là chặn, không có cho đưa cái vụ này lên trên tối cao pháp viện luôn, bởi vì nó sẽ gây ra cái sự xáo trộn. Và họ nói đó, tòa đưa ra cái phán quyết nói là đưa ra những cái lời mà tuyên bố mà nó không có căn cứ như thế này á, thì nó ảnh hưởng đến tình hình của đất nước lắm. Nhưng mặc dù là tòa tuyên án như vậy vừa mới đưa ra vào hôm ngày thứ tư á, nhưng mà những người biểu tình mà ủng hộ Bolsonaro cũng không có người. Và người ta nhìn thấy trên đường phố và ở những cái trung tâm đó thưa quý vị, những cái nhóm người biểu tình này họ vẫn là thực hiện những cuộc biểu tình, rồi họ chặn những cái highway để mà họ kêu gọi là phải làm sao đó đảo ngược cái kết quả bầu cử và phải đem đến cái chiến thắng cho ông Bolsonaro như thế này. Và đây nó đặt ra một cái câu hỏi mà trong suốt cái thời gian vừa qua, đặc biệt là Mỹ vừa trải qua cái cuộc bầu cử giữa kỳ phải nói là vô cùng sóng gió và kịch tính, thì ngay trước cái bầu cử giữa kỳ, thậm chí cho đến ngày hôm nay thưa quý vị, một số ứng cử viên, và bây giờ khi mà kết quả đã đâu ra đó rồi đó, mà họ vẫn không có chấp nhận kết quả bầu cử.
Cụ thể là ở Arizona đó thưa quý vị, ứng cử viên cho chức thống đốc đó, bà Carrie Lake cho đến bây giờ vẫn nói rằng là ok, trước ngày bầu cử thì nói rằng là nếu mà tôi thắng thì tôi mới chấp nhận, còn nếu tôi thua thì chắc chắn là có bầu cử, có cái sự gian lận. Và bây giờ khi kết quả ngã ngũ là thua thì đúng là bà Carrie Lake không có chịu chấp nhận kết quả bầu cử, và bà đang cùng với nhóm luật sư của mình á, để làm sao phao cái đơn kiện đưa ra tòa và đòi đảo ngược cái kết quả bầu cử. Chuyện này á, thực sự đây có phải là một cái trào lưu hiện nay hay không? Đây có phải là một cái trào lưu hiện nay hay không? Khi mà thông qua các cuộc bầu cử đó, cái tiếng nói của cử tri nó thể hiện trên cái lá phiếu, và khi mà cử tri thể hiện cái chính kiến, cái quan điểm trên cái lá phiếu của mình á, thì đáng lẽ phải tôn trọng. Và đó là một cái điều rất là văn minh, rất là dân chủ trong cái xã hội, cái thời buổi hiện nay. Nhưng mà bây giờ đang có một cái trending là cứ bầu cử thắng thì tôi chịu, mà thua thì tôi không chịu. Nếu mà chơi kiểu như thế này á, thưa quý vị, thì con nít cũng cười, thật sự là con nít cũng cười. Vì nói rằng người lớn kiểu gì mà chơi mà không có dám chịu. Và đặc biệt với những cái cuộc bầu cử mà mang cái tầm vóc, mang cái quy mô lớn như thế này đó, mà với cái thái độ như thế này thì đúng là nó phá hoại và nó tạo ra những cái tiền lệ vô cùng xấu cho những cuộc bầu cử về sau. Nó không chỉ là ở Mỹ, nó không chỉ là ở Brazil, mà nó sẽ diễn ra trên toàn thế giới. Thì như thế này thì cái tình trạng về dân chủ và văn minh nó sẽ nguy hiểm đến mức như thế nào? Đó là thông tin liên quan ở Brazil. Còn trở lại với nước Mỹ thưa quý vị, thì cũng liên quan tới những cái nỗ lực đảo ngược kết quả bầu cử, và nó gây ra một cái sự kiện mà phải nói Hoàng Vy nhiều lần thưa quý vị là cả thế giới gần như là há hốc và sững sờ, bởi vì cái sự kiện ngày 6 tháng Giêng đó, khi đám đông bạo loạn và tràn vào Quốc hội và muốn thổi tung luôn cái nóc của tòa nhà Quốc hội đó thưa quý vị. Thì bây giờ cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn, có hai cuộc điều tra liên quan tới ngày 6 tháng Giêng. Một cuộc điều tra là ủy ban quốc hội ở Hạ viện đó, thì chắc chắn là sắp tới cái kỳ nhóm họp quốc hội sắp tới đây, khi mà Cộng hòa mà nắm quyền kiểm soát Hạ viện thì chắc chắn là cái ủy ban điều tra này phải bị giải tán. Cho nên ngày hôm qua Hoàng Vy có đọc được cái thông tin đó, là một trong những cái thành viên của ủy ban điều tra có nói là sắp tới sẽ tung hết tất cả những cái bằng chứng mà họ có được trong thời gian sớm thôi, để cho người dân xứng đáng phải được biết. Và bởi vì họ cũng bị một cái áp lực là nếu mà Cộng hòa mà kiểm soát Hạ viện thì chắc chắn là ủy ban này phải bị giải tán ngay một sớm một chiều, chắc chắn là điều chúng ta không có lạ gì hết. Nhưng mà còn có một cái cuộc điều tra khác thưa quý vị, là cuộc điều tra của Bộ Tư pháp cũng điều tra về những cái nỗ lực đảo ngược kết quả bầu cử kể từ cái năm 2020 cuộc bầu cử cho đến bây giờ, mà người ta vẫn còn phải đang điều tra cái chuyện này. Thì thông tin mới nhất là Bộ Tư pháp cho biết đó thưa quý vị, là sẽ mời cựu phó tổng thống Mike Pence ra để mà hợp tác và cung cấp lời khai liên quan đến những cái nỗ lực đảo ngược kết quả bầu cử, về cái team của ông Mike Pence, những gì đã trải qua vào trước ngày 6 tháng Giêng, khi bị ông Pence bị áp lực như thế nào, và cả xảy ra trong ngày 6 tháng Giêng và cả sau ngày 6 tháng Giêng. Đó là thông tin New York Times đã dẫn lại theo lời của Bộ Tư pháp. Và vậy thì ông Pence phản ứng như thế nào? Theo New York Times thì ông Pence nói rằng sẽ có ý là sẽ hợp tác với Bộ Tư pháp để mà ra cung cấp lời khai. Mặc dù trước đó Ủy ban điều tra ở Hạ viện, tức là hai cái cuộc điều tra song song, cũng có ý là sẽ mời ông Pence ra điều tra. Thì đầu tiên thì ông nói là có thể là ông sẽ nghĩ về chuyện đó. Nhưng mà cách đây khoảng 10 ngày xuất hiện trong một cái chương trình phỏng vấn trên NBC News, Hoàng Vy có xem cái cuộc phỏng vấn này, và ông Pence nói no. Giờ ông quay xe, ông nói no, tôi không nghĩ là tôi sẽ ra tôi hợp tác với Ủy ban điều tra Quốc hội đâu. Bởi vì như vậy nó sẽ tạo ra một cái tiền lệ rất là xấu, khi mà Quốc hội là một cái nhánh khác mà lại có thể yêu cầu một cái cựu phó tổng thống là thuộc nhánh hành pháp rồi ra mà để điều tra như vậy. Không, tôi không có hợp tác, bởi vì tôi nghĩ rằng cái điều này nó trái khuấy lắm. Thì sau cái lời phát biểu này của ông Pence cũng bị chỉ trích rất là dữ về cái sự quay xe đảo ngược cái tiếng nói, cái quan điểm của mình. Và cũng trong cái cuộc phỏng vấn đó thì ông Pence có nói một cái ý như thế này nè thưa quý vị. Khi mà người anchor hỏi rằng ông nghĩ sao về cái vai trò của cựu tổng thống Donald Trump về cái ngày 6 tháng Giêng á, thì ông Mike Pence á, quý vị không, nếu mà quan tâm đến tình hình chính trị của Mỹ đó thì cũng không lạ gì về nhân vật Mike Pence, bởi vì trong suốt cái thời gian làm phó tổng thống á, ông gần như là im lặng,
Ông rất là im lặng và khá là hiền hòa, không có bộc lộ quan điểm gì hết. Và thậm chí là sau cái ngày mà rời tòa Bạch Ốc đó, và ông Pence và ông Trump đã đôi đường đôi ngã đó, nhưng mà ông Pence cũng rất là ít, gần như không bao giờ lên tiếng và chỉ trích cái người người sếp cũ của mình. Và nhưng mà trong cái cuộc phỏng vấn trên NBC News thì ông Pence có nói một ý như thế này nè thưa quý vị. Ông nói rằng ông nghĩ rằng ông Trump đã dựa vô những cái lời tư vấn, những cái lời cố vấn của luật sư và những cái lời cố vấn này theo ông nghĩ là nó không có hiệu quả. Đó là cái ý kiến của ông Pence về cái vai trò của ông Trump trong ngày 6 tháng Giêng là như vậy. Ông cho rằng là do cái dàn luật sư mà tư vấn cho ông Trump đã tư vấn không có chính xác. Đó là thông tin liên quan đến cựu phó tổng thống Mike Pence. Cũng có một cái thông tin liên quan đến cái ủy ban điều tra đó thưa quý vị. Ủy ban điều tra của Hạ viện như hồi nãy Hoàng Vy vừa thưa, chắc chắn là khi Cộng hòa mà kiểm soát trong cái kỳ họp Quốc hội sắp tới nè thì ủy ban này phải bị giải tán. Nhưng mà có một cái thông tin rất là đáng chú ý trên tờ Washington Post nha thưa quý vị. Washington Post thì do một số cái nhân viên mà làm việc trong cái ủy ban điều tra này đó, họ bày tỏ cái sự bực mình với cái tờ Washington Post. Bực mình về ai? Bực mình về cái bà dân biểu Liz Cheney. Bà Liz Cheney là một người Cộng hòa mà Cộng hòa bảo thủ đó, và đã có chân trong cái ủy ban điều tra này. Và họ bực mình cái điều gì? Họ nói rằng á, có vẻ như bà Liz Cheney đang đi quá xa và bà dồn mọi cái sự tập trung của bà đó, của cuộc điều tra này á, là xoáy vào ông cựu tổng thống Donald Trump, thay vì cái bản chất của cuộc điều tra ban đầu á, là về cái sự bạo loạn và tấn công tòa nhà Quốc hội ngày 6 tháng Giêng. Thì bây giờ có vẻ như bà Liz Cheney đang đi quá xa và bà dành mọi cái sự tập trung của bà vào ông cựu tổng thống Donald Trump. Đó là chính những cái người nhân viên trong ủy ban điều tra đã nói với tờ Washington Post như vậy. Thì ngay lập tức khi có cái thông, và họ, những nhân viên này đó thưa quý vị, họ cũng bày tỏ cái sự bất mãn là thậm chí khi có cái cuộc điều trần của cái cô cựu cố vấn của tòa Bạch Ốc là Cassidy Hutchinson đó thưa quý vị, mà đã đưa ra cái lời khai bom tấn đó, mà chắc quý vị còn nhớ là cô này khai là ngay cái ngày 6 tháng Giêng đó, thì ông Trump đã đòi mật vụ là phải chở ông ra ngay trong lúc mà đám đông đang bạo loạn như vậy, nhưng mà mật vụ không chịu đi và ông đã có chồm tới và bẻ tay lái của mật vụ. Đó là ý kiến của Hutchinson nha, chúng ta chưa có xác thực được cái thông tin cái lời khai này, chỉ là cái lời khai của cô Hutchinson thôi. Thì bây giờ nhân viên trong ủy ban điều tra họ cũng nói với tờ Washington Post á, thậm chí là cô Hutchinson chuẩn bị ra điều trần á, mà gần như là bà Liz Cheney cũng muốn siêu lại, cũng không có muốn cho quá nhiều người biết về cái cuộc, về những cái nội dung mà cô Hutchinson sẽ khai. Và chính vì những cái hành động này đã làm cho nhân viên người ta cũng cảm thấy là người ta bất bình. Thì ngay lập tức cái thông tin này được đưa ra thì cựu tổng thống Donald Trump thưa quý vị, vào ngày hôm nay trên mạng Truth Social của mình, ông đã bày tỏ quan điểm và ông nói là thấy chưa, đây nè, mọi người đọc nha, trên tờ Washington Post chứ không phải là Trump nói nha, là chính Liz Cheney cũng bị ngay chính nhân viên ở trong cái ủy ban điều tra bây giờ bất mãn đó. Và mọi người biết rồi, vẫn là lời ông Trump nha quý vị. Mọi người đâu có ngạc nhiên phải không? Liz Cheney là một cái người tâm thần. Lời dùng, ông dùng cái chữ là complete cycle, và không có một cái sự tôn trọng nào cho cái sự thật hết á, và rất là tức giận với lại Trump và luôn luôn tìm cách để đánh bại tôi, là bởi vì bà ấy không thể nào chấp nhận được cái sự thật rằng bà ấy đã thua ngay tại cái tiểu bang Wyoming, quê nhà của bà ấy. Đó là lời của ông Trump nói, và ông kết lại bằng một câu là bà Liz Cheney luôn luôn đổ cho tôi mọi chuyện, she blames me cho cái sự thất bại của mình ở Wyoming. Trong khi đó Liz Cheney phải chịu trách nhiệm chính cho cái sự thất bại, cho cái sự quay lại của cử tri ở ngay quê nhà của mình. Đó là lời của ông Trump nói, đưa ra trên Truth Social vào ngày hôm nay. Vậy thì bên phía bà Liz Cheney nói gì? Phát ngôn viên của bà Liz Cheney là Jeremy Adler đó thưa quý vị, đã cũng có cái lời phản bác lại. Họ nói rằng thế này nè, chúng ta đừng quên rằng chính cựu tổng thống Donald Trump là tổng thống đầu tiên trong lịch sử của nước Mỹ mà đã có những cái nỗ lực mà muốn đảo ngược cái kết quả bầu cử và ngăn cản cái việc chuyển giao quyền hành được xảy ra một cách êm ấm. Cho nên mục tiêu của bà Liz Cheney là đặt lên hàng đầu, là phải hiểu được những gì ông Trump đã làm và bằng cách nào ông Trump đã làm như vậy, và để chắc chắn rằng cái điều đó nó sẽ không xảy ra một lần nào nữa. Đó là lời của phát ngôn viên của bà Liz Cheney, và đồng thời phát ngôn viên của cả cái ủy ban điều
tra đó là ông Tim Mulvey cũng ngày hôm nay cũng đã đăng đàn và đưa ra cái lời nhận định tương tự như phát ngôn viên của bà Liz Cheney, đồng thời là lên án cái người nhân viên nào đó đó trong cái ủy ban mà đã có thực hiện cái cuộc phỏng vấn với tờ Washington Post mà nói như vậy đó. Thì theo ông Tim Mulvey á, là những cái người này không có cái sự trung thành, không có sự trung thành và không có hiểu được cái quan điểm và cái tinh thần của cái cuộc điều tra của ủy ban ngay tại Quốc hội. Đó là những gì vừa mới xảy ra và Hoàng Vy muốn được thưa. Nhưng mà có một cái câu chuyện liên quan đến cựu tổng thống Donald Trump vừa mới diễn ra trong tuần vừa rồi thôi mà ngày hôm nay Hoàng Vy đã đọc được cái thông tin như thế này. Cái chuyện mà ông Trump là một tỷ phú và ông có những cái dự án lớn là cái điều mà chúng ta không có lạ gì nữa. Và cái điều thứ hai là có một cái sự thật là cái tên của ông Trump, Donald Trump, là một cái brand name, một cái thương hiệu rất là lớn và vẫn luôn mang những cái giá trị mà phải nói ra rất là nhiều người vẫn còn muốn được hợp tác, vẫn còn muốn được khai thác trên cái thương hiệu đó. Đó cũng là một cái sự thật mà chúng ta không có thể phủ nhận được. Và có một cái thông tin đó thưa quý vị là vào tuần vừa rồi nè, ông Trump cùng với người con trai của mình là Eric Trump đã trở lại Trump Tower ở New York để làm gì? Để ký kết cho một cái dự án rất là lớn liên quan tới một cái công ty bất động sản hàng đầu của Ả Rập Saudi. Công ty này có tên là Da Al Arkan và là của Ả Rập Saudi đó. Và cái công ty này, một cái dự án này á, nó trị giá lên đến 4 tỷ Mỹ Kim và để làm sao xây dựng một cái khu mà vừa khách sạn, vừa biệt thự, vừa sân golf ngay tại Oman. Đó là cái thông tin mà hôm nay chúng tôi đọc được trên New York Times và hàng chia sẻ lại hàng loạt trên những cái hãng truyền thông khác. Thì vào ngày Chủ nhật vừa qua đó thưa quý vị, chính công ty bất động sản này là công ty Da Al Arkan cũng có gửi ra cái thông cáo báo chí và xác nhận và họ đăng cái hình ảnh là ông Trump cũng như Eric Trump ngay tại Trump Tower và đã ký kết cho cái dự án này ngay tại Trump Tower đó. Và họ khẳng định là cái dự án này nó lên đến 4 tỷ như vậy và họ nói rằng đó là hy vọng là với cái tên tuổi của ông Trump và việc ông Trump có tham gia vô cái dự án như thế này đó thì sẽ làm cho dự án sẽ nhanh chóng thành công mà tốt đẹp và vang dội. Đó là ý kiến của công ty bất động sản của Ả Rập Saudi vừa đưa ra. Và cái hợp đồng mới nhất như thế này đó thưa quý vị cho thấy là ông Trump đã trở lại với cái chiến lược trước giờ rất là quen thuộc đối với một cái vị tỷ phú. Có nghĩa là gì? Kinh doanh dựa trên cái thương hiệu của Trump cho những cái dự án nước ngoài, trong và ngoài. Và những cái dự án này lên cái số tiền mà phải nói là rất là lớn như vậy. Và trước khi mà ông đắc cử tổng thống đó, thì ông Trump cũng đã ký những cái thỏa thuận mà để sử dụng thương hiệu của ông Trump ở nhiều nước như là Indonesia, như là Thổ Nhĩ Kỳ, Philippines, Dubai, Ấn Độ và Canada. Và ông cũng sở hữu những cái khu sân golf và nghỉ dưỡng ở Scotland và Ireland. Thì chuyện này chúng ta đều biết hết. Và thậm chí trong cái thời gian vừa qua đó thưa quý vị, Trump Organization cũng đứng ra tổ chức một số cái giải đấu golf như là LIV hay là do những cái giải golf này là do Ả Rập Saudi đầu tư. Và Hoàng Vy nhớ là đã từng thưa quý vị mà cái ngày mà diễn ra những cái trận đấu golf như thế này đó thì ở trước cái khu những cái sân golf á, là dòng người biểu tình, người ta đứng, người ta căng bản, người ta biểu tình nhiều lắm. Vì người ta nói là tại sao ông Trump lại để cho Ả Rập Saudi là một cái nước vốn bị tai tiếng rất nhiều trong những cái vụ án về nhân quyền, đang lên án nhân quyền, thậm chí là vụ sát hại thái tử nhà báo Khashoggi đó, thì tại sao ông Trump lại phối hợp để tổ chức một cái giải đấu như vậy? Thì trong cái câu chuyện này đó, một lần nữa người ta nhìn thấy là tên của ông Trump vẫn còn đang rất là hot, nhưng mà có một cái quan điểm bất thường trong cái dự án này mà nhiều người người ta đang đặt ra một cái quan tâm, một cái lo ngại từ cái dự án rất là lớn khi mà ông Trump phối hợp với lại Ả Rập Saudi. Và cái điều quan tâm đó là gì? Hoàng Vy xin phép được trở lại sau ít phút dành cho thương mại.